Tại sao thế lực tà ác muốn làm hại người tốt? Tại sao có nhiều người xấu ghét điều tốt của Phật, của đạo? Khi nào tất cả cái ác sẽ bị tiêu diệt? Tại sao những người tốt lại phải chịu nhiều đau đớn? Cái này là Đào Bùi hỏi. Ủa, vậy chứ mình đang ở cái thế gian này là gì? Gọi là ta bà. Ta bà tức là kham khổ, tức là cái trái đất này là khổ. Mình xuống đây á, là gì? Ở trên trời á, mình là tiên, mình cứ bay là đà chơi chảnh, rồi cái mình đi cứ đi kêu đi cua tiên nữ, rồi tiên nữ thì cua tiên tiên trai, rồi cứ đi hái quả đào, rồi đi tắm ao ao sen gì đó không mà, rồi nghe chim hót, rồi mình không có chịu tu. Phật ở trên, mỗi lần Phật mà giảng pháp ở trên trời á, là Phật lên dạy, cái Phật phóng hào quang xuống, mà phóng hào quang xuống á, những người nào mà còn chút xíu á, hiểu thí dụ như chúng sanh ở đó đó, những người nào biết tu á, mới bu mới mới thấy hào quang của Phật phóng xuống, thì lúc đó mới nghe Phật giảng pháp. Còn đa số á, họ không có, tại họ sống cái tuổi thọ quá dài. Mình á, cái cháu nãy hỏi đó, mình sống quá dài với mình sống quá sướng, cho nên Phật cái giảng pháp cũng không, mình không nghe nữa, mình cũng lơ là nữa. Thì khi mà đến lúc mà mình hết phước hết tuổi thọ trở đó, giống như mình sống ở ở mỗi tầng trời cách nhau có 1.000 năm nha, cái tướng người bị lớn đây tầng đây là 30 thước đi, lên tới tầng thứ nhì thì mình cao hơn thêm 30 thước nữa là 60 thước, mà mỗi một tầng 1.000 năm, lên tới tầng thứ nhì mình sống 2.000 năm, lên tới tầng thứ ba mình sống 3.000 năm đó, tức là mình lên lên hoài. Thì những người đó đó, một một ngày ở trên trển nó là bằng 100 năm dưới này, thì họ thấy thời gian quá lâu, họ không có chịu tu. Khi không chịu tu á, thì lúc đó đó nách thôi rồi bông hoa đồ đó, nó rụng hết rồi á, thì lúc đầu mới rớt xuống, đầu thai xuống trái đất của mình. Ma quỷ cũng vậy, nó cũng đầu thai xuống đây với mình, thì nó mới làm cho mình khổ, để mà mình sợ mình tu ở thế gian này, mình mang cái xác phàm mình tu. Chứ còn nếu mà con cháu ma quỷ mà nó không đi xuống ở dưới này á, thì mình đâu có biết sợ. Mà ở ngoài đường bây giờ là tụi nó là 8, 9, 10 vậy, mình chỉ có 1, 2 người ở ngoài đường thôi. Thì cái thế gian khổ là thuộc về của ma quỷ, không phải của mình là thuộc về trên. Còn những người biết tu á, mà ma quỷ cũng là tiên lắm. Rồi khi mà ăn chơi quá cũng giống như con nhà giàu á, ăn chơi không chịu học rồi thành ra là dân chơi là vậy đó, thì ở trên trời cũng vậy. Chứ con hỏi là tại sao những cái lời của Phật tụi nó nghe trái tai? Thì chú nói cái kênh này á, những cái thằng mà cầm mã tấu á, là nghe là nó ghét chú lắm. Những người siêu trí thức, học thức càng ghét, nói thằng này tao sách tao đâu có nói vậy đâu, mày nói chuyện đâu, tôi là trên, tôi học kiếp trước cho nên giờ tôi nói, chứ không có sách nào mà nói trên cái kênh này hết trơn á, tự lời thật nói thật. Rồi thứ ba là mấy người công giáo là họ tu họ thuần thôi đó, thì không tin thì đó, cho nên họ không không có hiểu. Rồi cái thứ ba thứ tư là những người Phật tử mà tu á, bi chí dũng, mà chỉ có từ bi thôi. Thầy kêu gì làm đó, thầy kêu á chúc ống ra thì chúc, thầy kêu đi chết thì đi á, thì không có chí và không có dũng. Thì những bốn loại người này sẽ không có hợp với cái kênh này. Còn những người hữu tình, những người bình dân, những người bình thường chịu nghe, tại vì mình học lớp 4 tiếng Việt cũng lập cập, hôm nay là coi như khá hơn những cái clip đầu tiên rồi. Có những người nó nghe ông nội này nói chán quá thì cứ chửi mình, chơi mình, nó chút xíu nhẫn nại mà để nghe mình nói chậm chậm cũng không có nhẫn nại nữa, thì làm sao mà đủ duyên được. Có mấy đứa vô comment chửi ông nội này nói như con rùa vậy đó, hay là Phật, tại sao mình không nghĩ ngược lại? Trời Phật cho kiệt xuống trần mang cái xác phàm, học cũng chẳng được bao nhiêu, qua Mỹ cũng không cha không mẹ, rất là khổ. Học ở Việt Nam nó 75 học ở lớp 4 à, mà tiếng Việt hôm nay nói được như vậy, mà đầu thai làm người Việt để báo cho quý vị biết là thời tận thế Phật Di Lặc ra đời nước Việt, Đức Thầy sẽ xuất hiện ở nước Việt, và bao nhiêu chuyện nước Việt trong tương lai sẽ
sẽ là lãnh đạo thế giới rồi, và tương lai của 6 triệu người trên thế giới. Thì quý vị không cảm ơn cái lớp 4 này đi mà còn chê mình nói chậm mà nói như rùa. Ôi, có nhiều người comment nó đọc đau lòng lắm á. Còn mấy cháu học quá giỏi, học lớp 12 mà mấy cháu comment lên hỏi à, chú Kiệt à, Phật Bác Hồ với Phật Thích Ca ai lớn hơn? À, nếu mà con học lớp 12, lớp 8 mà con hỏi cái đó thì bác cũng bó tay luôn. Cho nên những cái mà mình đáng để mà trân trọng thì mình không trân trọng, mà những cái không đáng thì mình lại đi đi tâng bốc lên. Kha, học lớp 4 mắc cười quá. À, lớp 4 bây giờ biết viết được chữ khổ với nói chuyện với con nè, cười kha kha đi con. Khi chú là Kiệt là người bình thường cũng giống như tất cả mọi người, không có gì khác hết, cũng ăn ngủ cũng này nọ, nhưng có một cái khác là chú ho là tài danh sắc thực thùy. Nếu mà chú phạm năm điều đó là tự hủy xác người. Những cái là tài là không có ham tiền nha, có nhiêu làm nhiêu, giờ chỉ làm từ thiện thôi. Thì có nhiều người nói sao ông làm chủ cái hãng mà ông nói ông không ham tiền. Ở cái hãng nó cũng làm đồ di mạch, làm đồ high tech, nhưng mà với hợp đồng đúng, chứ không có rủ ai đi ăn tối, cũng không có hối lộ, cũng không có dụ ai để mà lấy hợp đồng hết. Thì mình lấy tiền để mình làm từ thiện thì là không có ham tài. Nếu mà ham á là đi mở thêm những cái chi nhánh khác rồi, không bây giờ là giao lại cho ta rồi không có làm nữa, là tài danh cũng không ham danh gì nữa. Nếu ham danh đâu có gì còn khó đó. Tài danh sắc, sắc là không có nghe, là gái giết rồi là không có à. Tài danh sắc thực là ham ăn không có, mình ăn tam tình nhục nhưng mà cho ăn gì ăn cái đó, ăn đồ thiêu cũng được nữa, miễn ăn mà không biết mình ăn, mà ăn á, là lúc nào á, cũng niệm Phật hết đó. Tài danh sắc thực thùy, thùy thì ngủ, ngủ thì cũng chẳng có ngủ bao nhiêu, ngồi thiền với đọc kinh đồ đó, là đời của chú Kiệt là như vậy. Còn những vị mà mặc áo vàng tu mà ngay cái chùa kìa, cả 5 giờ sáng cũng không chịu ngồi dậy, không chịu đọc khung đọc kinh nữa, mà cứ lo ngủ không à, không biết cả ngày mấy ổng làm gì hết. Hay là Phật nói hồi nơi đụng chạm lạc vấn đề. Phật Di Lặc xuất hiện không chú? Phật Di Lặc xuất hiện chứ, nếu Phật Di Lặc không xuất hiện chắc chú cũng biết trốn ở đâu á nghe. Thầy từ đầu tới cuối chú nói là Phật sẽ xuất hiện mà, nhưng mà lúc nào thôi chưa biết, thời gian là chưa biết, chắc chắn là sẽ xuất hiện đó. Chứ còn mấy thầy thì nói tới 5-7 nghìn năm nữa, chục nghìn năm nữa Phật Di Lặc mới xuất hiện. Thì cái đó thì mình không dám cãi nha, tại vì thầy có cái áo vàng quá sức màu nhiệm cho nên mình cãi không được. Sao cái hình mẹ đây? Đó, cái hình chân dung mới của một người họa sĩ bên Việt Nam á, mới mới vẽ chân dung của mẹ ra như vậy. Phật mẫu. Thật phải hỏi mình làm gì để trái đất tốt lên vậy chú? Ủa, nãy chú giải thích rồi đó, chú là một cái đuốc. Mỗi đứa con á là cầm một cái đuốc nữa, mình cũng giống như muỗi vậy, nó bu cái trái đất này đen thui vậy đó. Thì mình nhiều cái đuốc á thì tự nhiên trái đất này nó sáng ra, thì lúc đó mình sẽ hết bệnh tật và chiến tranh. Thì con người của mình cũng không có bực bội nữa, cũng giống mình sống ở trong một cái nhà lớn có ánh sáng đàng hoàng, còn hiện giờ nó đen thui à. Thì mỗi người phải cầm cái đuốc mà đi, tức là phải tự tu, chứ không có chạy theo thầy hay theo người này người kia suối biểu nữa. Kinh điển thì không giờ sai hết, chỉ có người làm sai thôi nha.
Thì đạo thiên tâm là vậy, tự quy y, tự đúc đuốc mà đi, có bi chí dũng. Cùng lại hỏi chú Kiệt ơi, trong thời gian này người dân thường phải làm gì để dẹp bỏ cộng sản? 1.000 cánh tay đưa lên, 1.000.000 cánh tay đưa lên. Không, mình nói tính chị nha, mình là mối hàng từ bi không kẻ thù nghe mấy đại ca. Này là thật, nói thật, mấy cái bài sấm cơ là sấm cơ ở trên đọc chứ cá nhân Kiệt là không có chấm cộng, là hàn gắn dân tộc. Tại vì mẹ với cha thường dạy Kiệt á, là một cái quốc gia nó có cái nghiệp, và tất cả mọi triều triều đại á, từ thời Lê Lý Trần, quốc gia cộng sản hay là cái gì nữa đó cũng là ngắn thôi, không cái quốc gia, cái đạo á, mới là lâu bền, và cái con người của mình á, mới là vĩnh cửu. Mình đừng có để mất cái gốc, mình đừng có để bị mất cái tiếng nói của mình. Lúc trước có mấy ông gì á, lên tính thay đổi tiếng Việt á, quý vị có biết thay đổi tiếng Việt á, là cả mấy nghìn cuốn kinh lịch sử của nước Việt á, sẽ bị không, mấy đứa nhỏ sẽ không có đọc được, thì nó mất đi cái lịch sử. Cái lịch sử là như cái rễ cây á, là của một dân tộc, mà mình đổi cái tiếng của mình á, tức là tự nhiên á, mình móc móc rễ của mình á, là mất gốc. Thì những cái nước nó mưu toan á, như Trung Cộng á, là nó ra hồi lúc trước mấy ông gì á, ông tính đổi tiếng của mình á, khó đọc hơn. Nhờ bữa giờ ông chưa đổi cho nên giờ mình còn đọc tiếng Việt trên comment nè, cũng phải cảm ơn ông á.